Mới đây, tại thôn Tòng Mòn, xã Đồng Tuyển, thành phố Lào Cai, Ủy ban Nhân dân tỉnh phối hợp với Cơ quan Phát triển Cộng hòa Pháp AFD tổ chức lễ khánh thành nhà máy xử lý tái chế rác thải sinh hoạt thành phố Lào Cai. Nhà máy xử lý rác thải của thành phố Lào Cai được xây dựng trên diện tích 30 ha, gồm các hạng mục như xử lý sơ bộ, nhà lên men ủ, nhà tinh chế và phòng chức năng khác. Tổng vốn đầu tư xây dựng của nhà máy là 81,25 tỷ đồng. Đơn vị thực hiện cung cấp thiết bị chế tạo, lắp đặt thiết bị là Viện Nghiên cứu Thiết kế và Chế tạo Máy Nông nghiệp, Bộ Công Thương thực hiện. Nhà máy có công suất xử lý trung bình từ 100 đến 147 tấn rác thải hàng ngày. Rác thải sẽ được xử lý thành phân hữu cơ, phân khoáng và thu hồi các thành phần có thể tái chế được nhằm giảm tối đa lượng rác chôn lấp trực tiếp, đảm bảo vệ sinh môi trường.